Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Nhật Bãi Tới Dương. Trong video clip ngày hôm nay thì em lại lên cho các bác những dòng phẩm mà các bác quan tâm nhất, đó là những chiếc quạt nhật thổ địa. Chiếc đầu tiên đây là chiếc này là vẫn còn nguyên thùng xốp, đó là một chiếc quạt La Tiona. Nó là dòng quạt cổ VIP nhé. Con này thì vẫn nguyên thùng xốp này các bác nhìn. Bên Nhật thì rất cẩn thận, vì em cũng báo người ta là đóng thêm một cái thùng nữa bên ngoài để cho nó chắc chắn mà khi vận chuyển về nó an toàn. Chiếc này thì vẫn nguyên thùng xốp này các bác này. Chiếc này là một chiếc quạt La Tiona, vẫn nguyên thùng xốp này. Đấy, vẫn nguyên thùng xốp, hàng gần như là chưa qua sử dụng nữa. Và một chiếc quạt Hitachi, các bác nhìn thấy dòng hai đồng hồ số ngủ này, cánh xanh rêu đẹp nhé, cũng là hàng đấu giá của em từ Nhật về nhé. Từ mới từng chi tiết một nên là em cũng lên cho các bác, để các bác đam mê thì các bác alo xem rồi nhá. Những chiếc quạt mà không có đối thủ để cạnh tranh thì luôn luôn là những dòng phẩm mà các bác quan tâm nhất. Con này là con mắt ngọc nhé. Dòng này là dòng mắt ngọc, nó là dòng cao cấp nhất của dòng Hi vân gỗ các bác nhé. Bác nào mà thích những cái dòng mà cao cấp này thì alo cho em. Và hôm nay thì em giới thiệu với các bác về một chiếc quạt cây. Chiếc này là chiếc quạt cây. Con này con chữ A, La Vương Miện là chữ A nhé. Con quạt cây này sẻ cánh 35. Con này cũng vẫn còn nguyên trong thùng xốp nhé, nguyên trong thùng nhé, không phải là xốp mà nó là nguyên thùng đóng nhiệt về. Đóng rất cầu kỳ và rất nhiều lớp. Em còn chưa ngoài là bỏ ra để xem, bây giờ mới cắt thôi. Đấy, trước này thì em sẽ khui ra này, em sẽ cho lắp lên và cho các bác xem luôn nhé. Dành những bác các giới chơi quạt này, các bác nhìn toàn bộ là báo nhiệt hết này. Đấy, liếc qua một chút thôi các bác nhé, rất là chi tiết. Bây giờ thì em sẽ lên từng chiếc một, dành cho những bác mà đam mê về quạt nhật. Đấy, chiếc đầu tiên em giới thiệu với các bác, đây là một chiếc quạt Hi vân gỗ. Và Hi vân gỗ mắt ngọc này, đây là quạt mắt ngọc nha các bác nhé. Dòng này là gọi là mắt ngọc, mà hàng đấu giá của em từ Nhật về, gần như là mới kính quang, gần như là mới kính quang các bác nhé. Đẹp xuất sắc, nói chung là lên đến 198 hay 100 thì không có, nhưng mà nói chung là nó đẹp. Nói chung là những chiếc quạt đẹp VIP này. Các bác nhìn thân cột mướt mượt. Hai đồng hồ mắt ngọc. Đây là mắt ngọc. Phím số đẹp. Vân gỗ không một tì vết. Không một tì vết luôn, gần như mới. Mới kính quang. Đây là nhấn từ dây. Các bác cứ tham khảo thoải mái, kiếm những con quạt mà mắt ngọc này. Đây, kiếm được những chiếc như này thì các bác có thể là rất là mỏi mắt trông chờ. Cũng như những bác đam mê về quạt nhật mà những chiếc quạt mới như này nhé. Những chiếc quạt mới như này thì các bác tìm cũng không phải là dễ. Đấy là em nói thật là tìm không phải dễ. Những chiếc đẹp mới cứng này thì gần như là chỉ có bọn em đấu giá bên Nhật về mới có những chiếc đẹp như thế. Các bác cái nhìn biết. Con này có số ngủ này, đây sữa ép là số ngủ nha. Tất cả là ok hết, led căng như kẻ chỉ, không một tì vết gì ở trên thân, trên kể cả là đế mới kính quang luôn nhá. Mới kính quang luôn. Đế của nó cũng vậy, không một tì vết, mới luôn. Tem mác nguyên, dây phích cắm cũng zin. Thân cổ này các bác nhìn, thân cổ bầu trắng lõn trắng là đẹp luôn, từ chân đến đầu luôn, bao luôn các bác, là từ chân đến đầu. Các bác cứ kiếm thoải mái mà chiếc Hi vân gỗ mà cánh xanh rêu này nhá,
các bác cứ kiếm thoải mái trên thị trường luôn, kiếm được một chiếc nào đẹp như hơn như chiếc này nữa thì em cũng gần như là kính nhỉ. Vì cái dòng Hi hai đế này, dòng Hi vân gỗ này thì gần như nó không có chiếc nào là chiếc vẫn còn nguyên thùng xốp, nhưng mà nó gần như là những chiếc mà đẹp như này, logo mắt ngọc, đây là mắt ngọc nhé. Những con Hi như này đẹp xuất sắc. Những chiếc này dành cho những bác mà đam mê quạt Nhật thì mới sở hữu được những dòng phẩm này thôi. Còn những bác nào mà mới vào chơi mà chỉ nghe tiếng từ nó hơi cao một chút thì chắc cũng chạy sớm thôi, vì là không, các bác cũng không có nhu cầu đến cao như vậy, thì là tùy các bác thôi. Vì là em làm thì cửa hàng đẹp là em lên, và cái giá trị là nó theo cái độ đẹp của nó, nên bác nào ưng thì alo cho em nhé. Chiếc này em đang bán ra với giá là 7.500.000 đồng nhá. Bác nào thực sự quan tâm thì alo cho em. Con này là cánh 30 mà là quạt lửng chiều cao là 90 các bác nhá. Hai đồng hồ có chức năng sổ ngủ và lũy tiến từ dây. Đấy. Em đang bán ra với giá là 7.500.000 đồng. Bác nào thực sự quan tâm thì alo cho em. Kể cả là bầu cũng mới hết. Kể cả sau trước, sau là si, lồng trước là lồng mạ. Đẹp long lanh luôn. Con này em nói luôn là 7.500.000 mà các bác không phải mặc cả đâu. Bác nào thích thì alo cho em, còn không thích các bác xem thoải mái nhé. Những chiếc quạt đẹp như này thì làm gì trên thị trường hiện nay cũng gần như là nó không phải là dễ kiếm. Tiếp theo thì em sẽ lên cho các bác, đây là một chiếc quạt La Tiona, dòng La Cổ đây. Con này là con cũng được gọi là dòng La Cổ này. Con này vẫn còn nguyên thùng xốp đây nhá. Mới kính quang luôn. Mới kính quang các bác nhá, mới kính quang luôn. Đấy. Kiếm những con mới như này thì gần như là cực hiếm này, các bác nhìn. Mới cứng mà. Mới cứng luôn. Các bác nhìn như con này nó mới mức độ mới, mới gọi là kinh ngạc luôn chứ không phải là mới bình thường. Con này con La Tiona cổ. Dây điện nó kéo vào cho các bác xem luôn. Con này là hàng chưa qua sử dụng nha các bác nhá. Chưa qua sử dụng nhá. Mới tinh luôn. Họ giữ gìn, họ để nguyên zin nguyên bản luôn, mới tinh. Đấy, những chiếc quạt mới như này thì các bác biết này, kể cả đồng hồ mới tinh, đồng hồ hẹn giờ mới cứng, phím số mới cờ lăng keng luôn. Con này thì em sẽ lên. Đấy, cái nút nhấn của nó mạnh, vẫn còn mạnh như bình thường luôn. Đây, con này là gần như chưa chạy nhá các bác nhá. Chạy thì kiểu gì phần cổ dưới này nó cũng sẽ có màu hơi vàng vàng, nhưng mà con này là chưa hoạt động một tí nào luôn, mới cứng quang luôn nhá. Đấy. Con này tuổi đời của nó cũng khá là cao rồi đấy các bác nhá, khá là cao luôn. Các bác nhìn nó mới như này mà, mới kính quang. Những dòng sản phẩm này ấy, thì em nói luôn là các bác có thể là làm quà này, biếu tặng này nhá, làm quà biếu tặng này, sưu tầm. Có những bác thì muốn sưu tầm này, có những bác thì muốn làm quà biếu tặng và những chiếc quạt mới như thế này. Mà cái dòng này nó không phải là dòng như là những quạt bình thường đâu. Nó là dòng La Tiona ấy, La Tiona cổ này. Mà nó mới cứng nhưng mà còn nguyên thùng xốp như này. Đây. Cho bác xem nha. Mới tinh luôn đấy. Các bác muốn sở hữu những chiếc quạt La Tiona mà mới như thế này nhá, thì các bác có thể là tìm ở trên thị trường thì gần như là cũng không phải là lúc nào các bác cũng tìm được, mà không bao giờ tìm được đấy. Đấy. Em lắp luôn vào ra ngoài, em dựng lên cho các bác để các bác xem.
Thực ra là những chiếc quạt này nó một tay thì thao tác nó cũng hơi hơi khó một chút nhưng mà vẫn thao tác được. Dòng này là dòng cánh sâu rút các bác nhé, lồng vanh này, mới cứng này. Đấy, cánh sâu rút con này mới tinh luôn đấy. Bác nào mà đam mê với dòng phong thủy mà chơi cái đồ này ấy, là ok luôn này. Cánh mới tinh rồi, cánh mới tinh luôn nhé các bác nhìn, cánh mới cứng này. Này dòng ốc nhôm cánh sâu rút mới cứng quang luôn nhé. Những con quạt cổ này thì em khẳng định luôn chỉ có những dành cho những bác đam mê chơi quạt quạt VIP này thôi, quạt đẹp này thôi. Thao tác lắp một chiếc quạt nó cũng vì một tay nó cũng khó khó lắp hơn một chút các bác nhé. Cánh sâu rút đẹp luôn, mới cứng rồi, mới kính quang nha các bác nhé. Cánh của nó này mới tinh từ chân lên đầu. Lồng này lồng cũng mới tinh luôn. Kiếm những chiếc quạt mới như này thì các bác cũng rất là mất thời gian. Các bác có thể là nhiều bác cũng muốn sưu tầm đấy, nó không đúng lúc đúng thời điểm. Có những bác thì chỉ mua là những cái hàng mà hàng qua sử dụng mà hàng nó không được mới, không được đẹp, nhiều bác cũng thấy là rất là bất cập. Nhiều bác cũng thấy là ví dụ như là mình muốn đi chơi biếu tặng làm quà mà có những chiếc mà quạt vẫn còn nguyên thùng xốp, hai nữa là độ mới cao thì các bác cảm thấy rất là ok nhé. Con này nó mới tinh nha, vì là những dòng sản phẩm này nó gần như là nó tuổi đời của nó cũng xấp xỉnh 50 năm rồi, 50 năm có dư luôn nhé các bác nhé. Nhưng mà nó vẫn còn nguyên thùng xốp thì các bác biết là nó độ mới của nó khác hoàn toàn và chưa qua sử dụng. Chiếc này là chưa qua sử dụng nha các bác nhé. Bác nào mà thiện chí mà những dòng phẩm mà đẹp mới này thì alo cho em nhé. Đấy, mới cứng quang luôn từng chi tiết một chứ không phải là một một chi tiết thôi. Đấy. Với chiếc quạt Lationa mới như này thì là cửa hàng em đang bán ra với giá là 5 triệu đồng. Giá em cũng bán tại cửa hàng luôn, 5 triệu là vẫn còn có thùng xốp nhá, các bác nhá. Có xốp này đấy mà nó mới như thế thì các bác nào mà thiện chí thì alo cho em, các bác có thể làm quà biếu tặng là cái đấy là quyền của bác. Nhưng mà em nói luôn là không một tí vết, các bác nhìn mới cứng cựa luôn đấy. Sướng lắm. Nói chung là những chiếc quạt mới như này thì gần như là cực hiếm luôn, cực hiếm này. Đấy. Các bác cũng như em thôi. Nhưng mà với đấu giá thì các bác phải biết là cái sự nhìn nhận và đấu giá từ bên Nhật về mà làm sao nó mới như vậy. Đế là sắt hết. Đế sắt. Đấy. Chiếc Lationa này hàng nguyên thùng xốp. Cánh sâu rút là em đang bán ra với giá là 5 triệu đồng nhé các bác nhé. Bác nào mà thiện chí thì alo cho em nhé, thiện chí thì alo cho em nhé, còn các bác cứ xem thoải mái nhé. Em bán là bán theo đúng như cái dòng phẩm mà em đấu giá về mà cảm thấy ok thì các bác cứ alo, còn không có một cái vấn đề gì khác lệch lạc nhé. Bây giờ thì em sẽ lên cho các bác một chiếc quạt VIP nhất hôm nay và giá cũng khủng nhất hôm nay. Nó là một con la chữ A. Rất nhiều bác hỏi em về la chữ A. Thì nhà em luôn luôn là những dòng phẩm mà nếu không mới không đẹp là em không đấu giá về và em không làm những cái dòng sản phẩm có giá trị gọi là
không đẹp. Nên là các bác phải nên nhớ là cứ mới là em làm thôi. Đây là con la chữ A các bác nhé. Lá chữ A phương miện. Đây bầu viết là mới tinh này các bác này. Cánh kiếc là cũng mới luôn. Tất cả là ok hết nhé. Thân thủ con này kể cả tem mác cũng còn mới két kẹt luôn. Bầu mới. Lá chữ A này thì chỉ có chắc chắn là chỉ có dành cho những bác giới đại gia chơi quạt thôi. Chứ còn nếu bình thường ra là cũng không dám sở hữu những chiếc quạt mà đẹp như này đâu. Vì giá nó rất là cao. Con này lồng mè là mới tinh luôn này. Các bác nhìn nhá, cái viền mạ lốc này. Đây là nó là dòng mạ lốc nhá, sáng bóng này. Sáng bóng từng chân lồng. Đây là em vẫn đang đây, em chưa thèm lắp lên đâu. Nhưng mà nó biết, để cho các bác biết là nó mới như thế nào nhá. Mới như thế nào. Đấy. Đẹp xuất sắc luôn. Con này thì không thể có điểm chê nó được. Con la vương miện này, con này gọi là la chữ A các bác nhá. Dòng la chữ A. Các bác nhìn này, mới kính quang luôn các bác nhìn nhá. Đấy. Đây. Số đây. Lét đanh như là kẻ chỉ luôn chứ không phải là nói như là bình thường. Em đã không làm thì thôi, em làm là những con nào phải đẹp xuất sắc thì em mới làm. Đấy. Xuất sắc thì em mới làm nhá các bác nhá. Mới cứng rồi. Các bác để chơi hoặc là các bác sưu tầm là rất là sướng, hoặc biếu tặng làm quà. Đấy. Các bác biếu tặng làm quà này. Còn bây giờ em sẽ ra cái phần chân của nó luôn nhé. Các bác nhìn. Nguyên thùng mà em đấu giá từ Nhật về. Họ để đóng y chang như này luôn. Đấy, y chang như này luôn. Bao luôn các bác là zin từ chân đến đầu luôn nhé. Zin từ chân đến đầu luôn. Dây điện này vẫn còn zin đét nẹt luôn. Thân thủ quai treo. Đấy. Đây là phần chân của nó nhé. Phần chân đấy. Phần chân con quạt này. Đây. Hãm hiếc ok. Tất cả là ok nhá. Bây giờ em sẽ lắp con này vào để cho các bác xem. Rất nhiều bác muốn sở hữu những dòng phẩm này, cũng rất nhiều bác đang alo cho em, đang rất là quan tâm. Con này đây là dạng túp năng cát, nó vặn như này nhá các bác nhá, xoay như này nhá. Đây là vành ngoài này, túp năng cát này. Còn bên trong này là số các bác nhá. Riêng các bác mà chưa chơi cái dòng này thì các bác chưa biết được. Vì là dòng la chữ A đấy. La chữ A thì hiện tại bây giờ ấy, nó đang đứng đầu bảng, nó đang đứng ở top đầu luôn. Đang đứng ở top đầu nhá. Con la chữ A vương này. Tốp đầu, chân đẹp mới, hộp số mới tinh, mới kính quang luôn. Em thì chỉ thích làm những hàng đẹp, hàng mới này thôi. Còn những hàng mà gọi là cỏ quả bình dân thì thực ra là cũng không thích lắm. Vì quạt cây thì em luôn luôn là phải làm những hàng đẹp, hàng xuất sắc. Các bác nhìn, kể cả lồng sau. Đấy, bầu biếc mới tinh. Đây nó là dòng la chữ A nên là chỉ có dành cho những bác mà đam mê về quạt Nhật thì mới chơi được những dòng phẩm này thôi. Còn đâu nhiều bác thì nói đến, nói chung là nó tùy theo cái cung tiền của rất nhiều bác. Vì là mỗi mà dòng phẩm đẹp cũng như là cái cung tiền ấy nó rất là khó. Vì là có những bác thì có thể là chỉ 2-3 triệu hay là 3-4 triệu. Nhưng mà những chiếc quạt đẹp VIP thì nó lên đến cả vài chục triệu cơ. Nên là chỉ có sự đam mê thì mới sở hữu được. Còn đâu là các bác thích thì các bác alo cho em. Còn không thích các bác xem thoải mái nhé.
vì là em chỉ lên và trình diễn những cái dòng sản phẩm mà có giá trị một chút, cũng như là cái độ đẹp hay là một chút 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 thôi. Con A chữ A này thì các bác biết thừa rồi. Nếu mà đến thời điểm bây giờ có những bác có thể bỏ ra vài chục triệu vẫn mua chưa chắc đã phải là những con đẹp, mà chưa chắc đã phải là những con VIP. Đấy. Bác nào mà ở gần thì đến nơi xem trực tiếp nhé. Còn bác nào ở xa thì em gửi hình ảnh chi tiết cho. Còn nếu em nói luôn là những dòng phẩm này của em thì không có một cái giá nào mà các bác muốn đam mê mà muốn sở hữu những con VIP đẹp mới, những con bình dân ấy là họ đang bán ra có thể từ 30 triệu cho đến hơn 30 triệu đồng. Những con đẹp thì có thể là ví dụ như là những chiếc này mà còn thùng xốp họ đang bán ra với tầm khoảng 50 triệu đồng. Đấy. Nói thì nhiều bác không không tin, nhưng mà nó là sự thật. Sự thật với những người mà đã sở hữu rồi, chứ còn nếu mà những bác mà chưa sở hữu đến những dòng này thì gần như là nói ra thì gần như là các bác không bao giờ dám dám chơi đó nhá. Là chữ A này thì em nói luôn là con này thì em đang bán ra với giá là 38 triệu đồng nhé. 38 triệu đồng là em báo giá cụ thể luôn. Còn nếu mà các bác mà lăn tăn hay là các bác không với đến thì thôi, đừng đừng các bác đừng ném đá ném gạch làm gì cả, vì khẳng định là em khẳng định luôn rất nhiều bác mua những chiếc này còn có giá là trên cả 40 triệu đến 50 triệu đồng cơ, nên là các bác phải biết như thế. Đấy. Đẹp xuất sắc này thì không có lấy đâu ra mà có giá bình dân đâu, vì là những chiếc này nếu mà cỏ hàng bãi thôi nó cũng bán ra đến tầm 27 30 triệu rồi. Nên các bác muốn sở hữu những chiếc quạt đẹp như này thì chủ động nhấc máy liên hệ với em nhé. Đấy. Số điện thoại của em là 0975 0678 46. Zalo của em cũng là số điện thoại luôn. Bác nào mới vào xem kênh thì cảm thấy những dòng phẩm nào mà ok với mình thì chủ động nhấc máy liên hệ với em qua số điện thoại 0975 0678 46. Zalo của em cũng vậy nhé. Em xin hẹn các bác ở video clip sau.